Kính thưa cô giáo, thưa các bạn, hồi lớp lần đầu tiên sau nửa thế kỷ làm bếp lửa hồng một tình thầy trò và tình bạn. Chúng ta hãy cùng thổi bùng lên và duy trì ngọn lửa ấm áp trường tồn trong mỗi chúng ta trên mọi chặng đường đời. Hãy giữ mãi những kỷ niệm đẹp với nhau. Cuối cùng, xin thay mặt ban tổ chức hội lớp kính chúc cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình, chúc các bạn vui khỏe, hạnh phúc và luôn giữ liên lạc với nhau. Chúc hội lớp của chúng ta thành công tốt đẹp. Ban tổ chức cũng xin cảm ơn ban quản lý khách sạn Trường Xuân Tùng đã giúp đỡ lớp về nơi cư trú và hỗ trợ tổ chức bữa tiệc này. Xin cảm ơn mọi người đã tham gia. Kính thưa cô giáo, kính thưa sở y tế, chúng em rất cảm động về sự có mặt của cô. Dù tuổi đã cao, sức khỏe hạn chế nhưng cô đã đến cùng chung vui cùng chúng em. Chúng em cảm ơn sự dạy dỗ dìu dắt của cô giáo và các thầy cô giáo khác trong 3 năm liên tục dưới mái trường giáo viên dạy nghề Tô Thị Vinh. Cảm ơn sự theo dõi của cô đối với chúng em trên mọi nẻo đường. Bốn ba trên mọi nẻo đường đời, ơn thầy cô mãi sáng ngời trong ta. Xin kính mời cô đến chia sẻ bước lên bục danh dự. Chúng em xin kính tặng cô món quà nhỏ để tỏ lòng tri ân cô. Mời anh Vũ Hồng Sơn lớp trưởng, mời chị Kim Thoa, mời chị Kim Loan cựu lớp phó, mời bạn Trần Minh Chính thay mặt lớp lên trao tặng hoa để tri ân cô. Xin mời, mời cô và các bạn. Mời cô đi. Chụp ảnh. Bạn lạnh đâu rồi? Rồi.